Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài lab. Đó là Arduino đọc cái giá trị alloc, tức là đầu vào tương tự. Để thực hiện cái bài lab này thì các bạn cần một con biến trở và ba cái dây kết nối như ở trên đây. Mình có một con biến trở 100k. Ở đây họ yêu cầu con biến trở là bao nhiêu k nhỉ? Mình sẽ tìm nhé. Resistor. Thì các bạn để ý này, cái con biến trở này nó sẽ có ba chân, cái chân giữa là chân common và hai chân bên này thì là sẽ là hai chân tương đương với hai con variac. Thì mình có thể điều chỉnh được cái biến trở, cái điện trở của nó. Giả sử mình quay sang bên tay phải thì cái chân đen và chân xanh này giá trị nó sẽ về không này, và cái giá trị mà từ chân xanh và chân đỏ này nó sẽ giá trị là 100k. Tương tự mình sẽ quay sang bên này thì là cái bên còn lại là sẽ giá trị của nó sẽ là 100k, và bên còn lại thể là không hoặc là OL. Đấy. Để kiểm chứng điều này thì mình sẽ đo cho các bạn thấy. Đồng hồ mình để ở cái thang đo là ôm nha. Chân giữa thì mình sẽ đo ở đây này. Mình sẽ bây giờ là cái đồng hồ cái này mình đã vặn kịch sang bên bên tay này. Bây giờ mình sẽ vặn kịch sang bên tay này nhá. Mình đo cái chân này và cái chân ở bên cạnh. Đây. Chín mươi ba. Như vậy là mình vặn sang bên nào thì bên đấy sẽ tăng lên 100 ohm bạn nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ vặn kịch sang bên tay trái này. Thì bên này sẽ tăng thêm 100 ohm. Và bên còn lại sẽ giảm về 0 hoặc là đấy. Bên còn lại về rất là thấp. Khoảng tầm 4 phẩy mấy kilo ohm thôi. Tôi mình cho bạn hết, cho bạn hết. Sorry các bạn. Đó. 0 phẩy hoặc là 4,5. Tức là điện trở bên này rất là nhỏ thôi. 93 này. 0,1. Đấy. Sorry các bạn nha. Thì bây giờ mình đã đo kiểm tra, thì khi mình vặn sang bên chân đen thì chân đen sẽ có chân đen với chân xanh sẽ có giá trị 100 ohm, bên còn lại là không. Còn khi mình vặn sang bên đỏ, nút bật cái nút sang bên đỏ thì chân đỏ và chân xanh có giá trị là 100 kilo ohm. Tương đương với cái giá trị biến đổi từ 0 đến 100 ohm ấy thì là tương ứng với cái mức đầu ra của nó là 0,5 V. Thì ở đây họ sẽ dùng một cái hàm convert giá trị điện áp đọc từ cái sensor này, nó mức 5 V tương đương với 1023 ohm. Đấy. Thế là 100 kilo ohm sẽ bằng 102 100 100 kilo ohm sẽ bằng 1000 ohm. Đấy. Thì cái con biến trở của họ đo được ở đây là 1023, thì họ quy đổi ra giá trị mặc định là 5 V. Cái con điện trở của mình, nó con biến trở này nó không chính xác lắm nên nó sẽ không ra được một giá trị 1023. Nên là khi bạn thay một con biến trở, bạn đo bạn kiểm tra thì cái giá trị này sẽ phù hợp với con biến trở của bạn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái mạch này. Mình muốn cái bit bát này. Cái bit bát này bạn cắm theo cái
Đây là column này, mình sẽ cắm cho các cái row khác nhau nhé. Column, đây là row là các hàng này, đây là các column này. Chân giữa của con biến trở thì kết nối với gõ vào A2. Tức là cái chân này nó sẽ đọc cái tín hiệu của cái đầu vào tương tự này. Một chân các bạn cấp nguồn thôi. Một chân sẽ nối lên 5V, một chân sẽ nối vào GND. Chân 5V. V-in, GND. GND đây. Chân còn lại còn biến trở thì mình sẽ nối vào 5V. Sau đó các bạn xem cái chương trình này. Ở đây là họ void setup serial begin, tức là khởi tạo một cái cổng serial. Khởi tạo một cổng serial. Đây, serial monitor. Đấy. Các bạn quan sát được cái giá trị nó ở trên máy tính. Init T là một cái biến sensor value này, đọc giá trị A0 này. Xong mình sẽ chuyển qua số thực. Đây là INT là kiểu số nguyên này. Float là số thực đúng không? Voltage chuyển đổi ra giá trị điện áp này, từ giá trị analog được quy đổi điện áp thì bằng cái giá trị của điện trở nhân với hệ số quy đổi. Sau đó dùng hàm serial print line để in ra giá trị điện áp. Print line này khi mà cái monitor nó chạy nó sẽ xuống dòng các bạn nhé. Cứ mỗi một lần đọc giá trị nó sẽ xuống dòng. Còn nếu mà print thì nó sẽ nối tiếp nhau thì rất là khó nhìn. Bây giờ mình sẽ lạp cái code này vào trong bộ Arduino. Chúng ta sẽ bật cái serial monitor này, chúng ta quan sát. Mình sẽ vặn cái biến trở này. Đấy, các bạn thấy là cái giá trị của con biến trở thay đổi và cái điện áp mà tại chân A không đọc được cũng thay đổi theo. Mình sẽ rút chân A không, mình sẽ đo với mát xem nó được bao nhiêu volt nhé. A không là chân này đúng không? Đo với mát, đo với mát là đo với chân chân này là chân mát này, để điện áp ở thang điện áp chân mát đây 5V các bạn, chân mát là con biến trở nhá, đó 5V, mình cắm vào cổng A0 này. Đó, hiện 5V. Bây giờ là 2,4V này. Mình sẽ đo chân A0 với chân mát. A0 với chân mát. A0 với chân mát. A0 với chân mát. 2,49V nhé. Đây, bây giờ mình cắm chân này vào xem điện áp là bao nhiêu. 2,4849 này. Đấy. Thì là cái kết quả đọc nó cũng tương đối chính xác. Rồi, đến đây là video kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học thành công. Nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn hãy like và chia sẻ, ủng hộ kênh. Thank you các bạn.